Thanh Sơn Lê Tam Vị Chúa Mường, Thịnh Ba Lê Mại Chúa Tiền tự về. Hương một chiền lòng thanh dâng tiến khói ngạt ngào, thông y đến cửa thiên tình mời lên mại chùa tiền.
Mây lặng chiều đứng đeo ý nghĩa.
bầy điều thú hiu nai hồ báo đủ muôn loài xả vào sai lắm chim kêu vượn hót chi
người ai xem cùng dài mùa nào thu thấy ai đây ai xem cùng dài đêm đêm đốt 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 soi đường sang nghe chim cú thu rừng gọi nhau buông ai sang thò bên
lập lập thờ tứ pháp âm cầu mưa thuận hòa, cảm lòng nhân cũng làm bên cạnh đức đức chúa ta vẫn lệnh cứu cung xuống trần luyện phép sơn trang. Mưa mưa làm cốt nhục nhung hiện thân, năm năm thân thân tháng bảo bài ngâm mi phượng chi theo chân
mặt thanh y sang vào các họ đồ chỉ chủ. Người đồng nam lên sân thương, sân lên tam bào quê hương hồ chỉ. Thương lên nhau đầu
lũ yêu tinh hiện mình quy phục phép bà ngồi lục ghê thay bường dân bách bách trung sơn về
thấp cao để bỏ như thế đông đông núi cao mặt mây lưng trời lưng lờ chúa.
đến kẻ có nghèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.